Bò Bóng Phở xin chào các bạn. Hôm nay là Bò Bóng Phở sẽ đi ra phía ngoại thành một xíu, đó là Chinatown. Đây là cái nơi mà hôm qua giờ Bò Bóng Phở đi xe bus đó, mà chưa có đi xong đó các bạn, tại vì nó cách tới một tiếng đồng hồ lận. Có thể nói là ở đâu được ăn thịt heo ở Jakarta này thì đó chính là Chinatown. Nhưng trong video này chỉ là cái hành trình thôi các bạn nha. Bò Bóng Phở sẽ quay toàn bộ cái hành trình đường đi ở Jakarta để cho chúng ta xem cho vui thôi. Còn khám phá Chinatown thì Bò Bóng Phở chưa có dám chắc. Đây, mời các bạn nha. Ủa, đường đi nếu mà mình lạ cho mình dám đi quá ha. Mới là mới. Là mới mở cái chỗ đó, là mới cửa hàng mới ha, khai trương rồi nhưng mà là mới. Đặc trưng là người ta bán có hàng rong, nhưng mà là người ta bán có khu vực ha, chứ không phải là bán tràn lan. Gom lại một chỗ bán, buôn của bạn bán có phường cũng hay. Nói rằng á, đặc trưng của Jakarta là kẹt xe và khói bụi, nhưng mà Bà Bán Phở trải nghiệm mấy ngày nay rồi thì thấy đặc trưng đó còn thua Sài Gòn các bạn ạ. Hơi bị sốc đúng không? Sài Gòn bụi hơn nhiều mà. Mỗi lần ra đường mà Bà Bán Phở quên mình có trang thôi, là công việc đầu tiên là về phải đánh răng súc miệng, một họng cát một họng bụi, thiệt lòng luôn á. Thấy sao chứ em thấy ở đây nó không có nóng oi bức bằng Sài Gòn nha. Ở đây là không có nóng, mới học rồi. Đúng không? Nhưng mà người ta vẫn nói là nóng oi bức, kẹt xe, khói bụi.
nhưng mà nó có những cái chỉ số đó thì nó thua xa Sài Gòn rồi. Thiệt là đau lòng. Cái đường ở trên này là metro phải không anh? Metro sắp khai trương đúng không? Tháng 3 thì mới khai trương một tuần nữa. Dồn vô một chỗ nên đi đâu cũng thấy nhà cao tầng, chứ không phải là như ở Sài Gòn thì quận 1 thì mấy quận trung tâm thì mới có nhiều nhà cao tầng, còn ở đây đi nơi nơi thì các bạn thấy từ sân bay về là đủ thấy rồi. Nhưng mà tính ra thì ở Jakarta này thì xã hội phân hóa giàu nghèo cũng hơi bị chênh lệch, con số nó quá lớn. Người giàu thì giàu kinh khủng khiếp nhưng mà cũng có vẫn những người nghèo và rất nghèo. Mà người nghèo lại là người gốc Indo, còn người giàu lại là người gốc Trung, gốc Hoa. Gốc Hoa nhưng mà thật ra người ta cũng là người Indo rồi, người ta ở tới 300 năm rồi. Tiếng Indo chứ người ta cũng không dám nói tiếng Trung đâu đó. Ở đây đâu có được trường dạy tiếng Trung đâu. Terimakasi. Phải ráng học thuộc mới được. Xin chào là gì anh? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terimakasi. Tôi học thuộc từ đấy đã. Terimakasi. Trong lần nha. Terimakasi. Trong lần mới thuộc. Điên. Terimakasi. Đọc từ đây đến đó là khó đảm không bao giờ quên. Tôi học thuộc từng từ chứ không có học một lần nhiều không mới nhớ.
đường phố. Chắc hơn, chắc khoảng 50% là xe ôm công nghệ rồi. Việt. Việt. Sắp về Go Check này nữa. Ủa, cả hai luôn hả? Đúng rồi. Trời, chơi ngộ vậy. Ở đây người ta xài WhatsApp nhiều mà mình không cài WhatsApp cho nên là qua đây bất tiện quá trời. À, muốn cài GoChat cũng không biết sao cài nữa. Cài mấy cái app xong cứ muốn hết data. Mua 11GB mà giờ còn đâu chắc chừng 4GB quá. Thiệt là sai lầm. Cho nên khi đi Indo là phải... Nói chung là khi đi hay đi nước ngoài thì phải cài hết với cái phần mềm vô đi. Mấy cái miễn phí WeChat, WhatsApp, cái gì đó. Có nhiều Line. Line là Thái Lan xài nhiều, Indo xài WhatsApp. Trung Quốc thì xài WeChat. Việt Nam thì xài Zalo. Nó dán cái hình mà cái mấy cái ông đó là cái gì vậy? Đâu anh Tôn biết không? Bên trái mấy cái băng rôn có hình mấy cái ông á. Áo cái hình ông mà có mấy dòng chữ đúng không? Ờ, một ông với hai ông mà đó có phải tranh cử không? Có đẹp trai đâu mà dán. Nhưng mà quảng cáo phải đẹp trai chút. Giống như mấy cái diễn viên rồi chứ.
Đường ra ngoại thành thôi mà giống như là freeway á ha. Nó lộn, đây là freeway vẫn còn gì nữa. Nhưng mà chỉ là đường ra ngoại thành chứ không phải là đường liên tỉnh như giống như mình ở Sài Gòn đi miền Tây đi các tỉnh mới có. Bữa này chỉ là từ trong trung tâm ra ngoại thành thôi. Mình đã có freeway rồi. Vậy mà họ vẫn tiếp tục xây metro. Hoàn thiện, một tuần nữa là hoàn thiện. Đó. Người cứ tự so sánh và tự buồn đi ha.
Có những người điều khiển xe đó các bạn, chủ kiệt xe bắt tài cho tiền vài đồng thôi, mỗi người góp một chút, người ta được trả công bằng cách như vậy cũng hay. Đó là cách chúng ta cảm ơn. Số tiền rất là nhỏ nhưng mà nhiều cái nhỏ của từ nhiều người, người ta lại nhận được một số tiền. Tiếc là nãy vào bóng phở không có quay được cái cảnh bắt tài lấy tiền cho. Trang an ninh rất là kỹ các bạn ạ.
sắc màu ở phía trước giữa cái nhà nhà phía trước là full color. Dừng video này ở đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.